Hello các bạn, bây giờ mình đi vô thành phố ở Cold Stone. Đó là cái hướng đi về về Cali nha. Đó. Thì mình vô mình coi trong đây thành phố ma nó có gì, có ma hay có quỷ hay có gì. Ngay giờ giờ cao điểm không à? 8 giờ rồi đó. 8 giờ. 8 giờ mặt trời còn sáng nè. Ừ. Rồi mình vô mình đổ xăng luôn hay sao? Đổ xăng. Hay là mình vô thành phố ma, thành phố ma ghê quá. Xăng ăn còn mà. Xăng còn. Nãy mình đổ còn kể nhiều. Đâu hôm nay đứng nè. Oh my god. Kệ không, kệ cao với vậy. Wow. Kệ nào đó, không kệ nào. Đó. Hả? Cái gì? Đổ gas đâu? Ở đây nè, gas ở đây là nhiều mà. Chứ đâu mình ra mình đổ. Nhưng mà mình gần tới Cali rồi. Gần tới Cali rồi. Bây giờ hôm nào qua Ghost Town là hồi là cái gì tích gì không? Hôm nào qua đi chưa? Anh chưa giờ tới thôi em. Ồ, vậy tiên anh tới Ghost Town. Tiếng Việt là thị trấn ma. Ma. Chắc mấy phim kinh dị đóng đây quá hả? Anh không biết. Nhưng mà giống như thành phố hero vậy á. Tôi nghĩ chắc thành phố cái ý nghĩa là hình như là nó vắng, không ai ở. Nó vắng không ai ở. Đúng rồi. Nên nó gọi Ghost Town. Gọi cho kinh dị đó mà. Giống như hero hồi chủ nhật á, chủ nhật nào nó cũng vắng như vậy, cũng gọi là Ghost Town giống tiếng ốc. Ghost Town. Trong quay được ai vô thăm nữa. Bây giờ mấy giờ ta? Giờ 8 giờ rồi. Ô mấy anh, 8 giờ tối rồi đó. 8 giờ tối, còn sáng. Còn sáng. Không qua 8 giờ rồi. À qua 8 giờ đi ngủ rồi. 8 giờ bây giờ em nằm em ngủ rồi. Ngủ mấy giấc luôn. Em ngủ rồi. Chứ em đâu đi vòng vòng ngoài thành phố ma như vậy đâu. Ừ, có mobile home quá trời kìa. Mobile home ta. Ừ, ta ở quá trời đó, thành phố ma đó. Ghê quá à. Mấy anh ông kẹ đừng bắt em nhá. Ở cờ cũng đông nè. Chắc hồi xưa hồi xưa chắc chưa. Hồi xưa chắc chưa vắng, bây giờ đông. Không chưa nghe. Mà vô trong nữa mà. Ừ, ở trong đây nó có bán đồ lưu niệm không? Trời hình mấy con ma. Ủa hay giận ma nó theo mình về luôn. Ngu đẹp. Đẹp chứ. Không thấy gì hết. Chưa giờ mới được vô thôi. Để mới coi cái trong có gì không. Vô mua đồ ngu đẹp. Giống như từ cái chỗ hành tinh tưởng gì. Không cho vô. Không cho vô. Nó đuổi. Chỉ có xe những nhà bác học vô thôi. Chỉ xe nhà nước cũng được vô. Mình sợ mình ăn cắp những cái đồ nghề về Nam không? Hả? Đi được đúng không? Đâu? Trên núi á. Hả? Qua? Trên núi hả? Có sai. Có sai hả? Có gì nói gì nè. Đâu? Chỗ gì á? Ô cái gì là gì caro cổ gì á. Trời mắt chắc kia rõ quá. Wow, cái đứa nào mà làm cái đó chắc cũng bự lắm à. Từ sao cũng có thấy được á. Coi tôi thấy không, dừng lại thấy không. À thấy chữ nè. Đó, mọi người thấy chữ ở trên cái núi không? Caro cổ. Là gì? Không biết, chắc tiếng Mễ á. Để chút nữa mình ngừng xe mình vô hỏi anh Google. Chữ đó là gì? Coi cái đó là nghĩa gì. Trời ơi, vậy là mình đi hôm nay là nguyên ngày là ngồi xe không từ lúc 12 giờ. 12 giờ mà giờ 8 giờ tối đó. Cũng tối nhiều. Mình đi du lịch không mà. Tại vì mình cũng dừng lại vài chỗ mình chụp hình. Ồ vô nè, vô thành phố Ghost Town. Ồ nè nè. Qua cho mọi người coi nè. Ồ chắc vô mua đồ lưu niệm trong đây. Cái con ma đứng nè, thấy không? Đó, ai thấy con ma không? Đó, bự. Thử ra ngoài, ma đi theo mình vậy. Cái này chỉ có một mình, chỉ có hai xe này vô thôi chứ. Ghost Town, welcome to Ghost Town. Nó tên là Kalilako. 9 giờ tới 5 giờ nó mở cửa. 5 giờ chiều đóng rồi, thấy 5 giờ chiều là đóng rồi hả? Ừ. Ờ, giờ này đóng rồi nè.
Để mất tên là mất xuống quay đi. Okay. Đó. Cái bảo có gì đúng mà cái nó đâu có cái làng mà thì nó có giờ chứ. Cái ghost town này từ 9 giờ tới 5 giờ chiều nó đóng cửa nha. Những cái thủ tục những cái mà dụng cụ người ta cái này là mỏ vàng à. Đó. Những dụng cụ mai vậy để người ta để mai mấy cái vàng à. Mình tới hơi trễ. Này giống như là xe ngựa hay kéo cái nhìn hả? Ừ, ba nghĩ vậy. Xe ngựa gì? Coi chừng coi chừng cái đó cứng. Ờ đúng rồi, chỗ này đóng phim Walking Dead. Mà ngày mai mình có thì giờ thì mình vòng vòng tới đây 2 tiếng rưỡi sau từ từ chỗ chơi xuống đây 2 tiếng rưỡi. Đó, mấy cái bạn ở ngoài, mấy cái bạn ở ngoài. Wow, lạnh quá. Nó có bảng giá, cái này bảng giá mình đi vô, thấy không? Self guide tour, take self guide tour. Làm gì bên đây nó để bảng giá này nhiều tiền, 10 đồng cho người lớn, trẻ em từ 6 tới 15 tuổi 5 đồng. Wow, lạnh quá ngoài đây. Nãy trời ra phải rất nóng như gì ở đây lạnh nhưng mà gió nữa. Khô vậy? Lạnh quá hả? 5 đồng mà đâu mất. Dạ. Tốt 10 đồng. Ở đây có gì? Chắc nó có mấy cái mai. Mấy cái mai hồi xưa người ta ơi, người ta làm vàng á, ta mỏ vàng á. Wow, gió quá, lạnh quá. Ok, bây giờ mình sẽ đi tiếp đi nha. Mình đi tiếp về cơi. Chạy mình đi, mình chạy mau quá. Cái bà bé xuống chụp không? Tôi lấy cái này ra. Cái cảnh bên đây giống như xuống dưới miền Tây nè. Buổi tối về miền Tây mà có mấy xe tải à.
Hello các bạn, welcome back to Hawaii Channel. Hôm nay mình có mặt ở cái tiệm quán hương vị restaurant. Nó nằm ở bên ở thành phố anh đứng quay đây nè. Trong đây là chuyên môn bán đồ món ăn đồ Huế. Món ăn Huế. Ok, bây giờ mình đi vô mình tham quan. Được quay vòng thôi mà thôi con. Ở đây có đầy đủ luôn nha, đồ ăn nè, làm tóc nè, bạch kinh rộng rãi. Đó, sờ ông gì? Ốc hả? Tóc hả? Cái chép ngược thì sao kìa? Tóc. Nè. Tóc đẩy ngược. Buổi sáng cơ ly lạnh quá. Cơ ly gặp như mình nghe nói họ hàng mình nói là hai tuần nay là ở đây nó âm u u vậy đó. Giống như bão à. Bão mà không có mưa. Vậy mới lạnh á. Hả? Lạnh hơn là trên Las Vegas hôm bữa, Las Vegas nóng quá. Nóng mà thay đổi khí hậu rồi ấy. Nó khó chịu hơn ở đây, còn đây cái xuống đây cái nó dễ chịu hơn. Thì cái quán ăn như nó nằm đối diện chỗ trường học nè. Nãy mình ăn thử mấy cái nem rất là ngon nha, mấy nem Huế ăn rất là ngon. Nay mình xuống đi ăn với gia đình. Hung rồi sáng giờ đi thăm mộ. Tại vì vô chỗ đó mình không dám quay, mình sợ. Sợ mình quay chúng tên của những người quen. Ok bây giờ mình vô. Cái hàng rất đẹp. Anh chính tính qua bao lâu? Qua đám cưới con Đức nè, phải không? Hôm nay để ăn với gia đình cũng giới thiệu. Đây cô anh này. Bây giờ không ăn. Nhưng mà có nghe đồ mà tháng 9. Quay 15 giây á quỳ. Con nhiều. Thôi thôi khỏi đi. Nó bực bụi gì. Hưng nè, Hưng đưa điện thoại cho quỳ quay 15 giây. Con xíu rồi. Con cái cũng vô quay này. Không dò bên đây cũng vô đẻ đó. Chung là không dò là với lại cân giả không dò con cái cũng cho không gì đó. À đúng rồi con. Con này quay cho mẹ ba. Chú, thôi đợi chút xíu, xong rồi. Chú, cái bánh canh phải bánh canh cá, ăn cái đâu đắng không? Quay đi, quay 15 giây đi. Cái gì mà cầm quá khó quắc, giống con đuôi dừa vậy. Chả ốc rồi, cái này là chả ốc. Chả ốc ở... Chả ốc. Hàng đẹp. Dạ không ăn kìa. Vậy là chị cô đem về đi. Quay mấy cái món này đi, cái món này chưa quay. Muốn bò này. Quay rồi. Ăn ăn biết khi là mình thấy cái giọt nó rồi. Chả ốc ăn rất là ngon nha, mùi vậy ngon rồi ăn chơi ngon con câu bị gì ngon ăn thử coi review rất là ngon nha. Bây ăn thử này là bây cho Hưng ăn thử review đây là Hưng ngon lắm. Nói gì đâu là hỏi ai vậy? Là bánh gì? Bánh mì á là bột không, từ đầu cái đường không tí nhào đi cũng hơi chút dầu. Nó hơi nhạt chút xíu nhưng mà mình có thể mình nước mắm, ớt, nước mắm vô. Hơi nhạt. Anh giới thiệu đi. Giới thiệu đi anh. Hơn người lo ăn không mà.
từ từ đã. Mắc cỡ vậy. Thì em chị của mình đó, sống ở sống Cali. Sống Cali. Đây anh chị mình ở. Đây cô em chị đó là giới thiệu. Đây cô siêu. Đó. Nè dưới bé đó, nè anh Thai có biệt danh, ấy biệt cái tên là gì, biệt danh là Dũng Xã. Đây là chị Quỳnh nè, đây chị Châu nè, đây con chú là thấy thơm quá, con là tự nhiên đó. Ăn đi, ăn đi. Đúng rồi, ôi trời ơi, thấy mấy cái chả nó chậu Huế. Đây mì ăn bún luôn hả? Này chả Huế nè, Huế. Anh mở cái nem này ra coi. À, cái này giống nãy không? Ừ, anh đi một hai cục. Có bánh bèo bánh bèo nè. Chảo quế hay chảo? Đây cũng là chảo quế đó. Bỏ vô đi. Vô muốn ăn bỏ vô cho. Mỗi người một tô vậy. Này của caramel. Có mì ăn đi. Ngon lắm, tiệm quế Việt Nam luôn. Sài Gòn qua bạn này. Hello các bạn, welcome back to Hawaii Channel. Bây giờ mình vẫn còn ở bên Cali nha. Bây giờ mình đang ở nhà của bác của mình. Đó, mình thăm bác của mình thì cái này là sau vườn của bác của mình là có cây cái này cây hồng. Đó, trái hồng. Hồng. Ồ, giòn. Mùa này chưa có trái hả? Có trái nè. Đâu? Trái nhỏ nhỏ rồi đang nhú nè. Quá đây trời luôn. Ồ, hồng này ngon lắm nha. Ồ, ôi cái hồng này mình thích lắm á. Đây nè. Ờ đây nè. Quá trời nè. Nó ngọt mà nó không có hột luôn. Hồng đây, giòn. Hồng giòn. Cái hồng bên mình cũng đang trồng nhưng mà nó cũng ra đẹp như vậy nha. Chắc là lâu á, cái gốc bự quá nè. Gần như cây hồng này nó thích lạnh. Ừ, ở lạnh đây lạnh nè. Có ổi nè. Ở chỗ nhà mình nó nóng. Ừ, okay, cây gì ta? Cây này đẹp á, cây gì? Cái cây sơ ri hay cái gì, hay là cây đào, hay là plum hay gì đó. Plum á. Cây này thì mình biết rồi, cây này cây gì, cái trái gì á, trái mình cũng quên tên rồi. Cái đào, không phải cái đào mà cái gì à? Quên như cây rồi, tía tô nè, rau tía tô ở cái này mình biết đó, này mint. Wow, cái nhãn nha, có nhãn nha. Đâu? Ồ, biết rồi, bây giờ mình biết cái rượu. Trời ơi, suy nghĩ từ nãy giờ. Suy nghĩ cái nãy giờ. Wow, cây nhãn hơi bự rồi, cây nhãn chắc cũng lâu năm lắm hả? Nhãn trong nhà chú Hòa hả? Ừ, nhãn này thì bên mình nhiều. Nhưng mà đào thì ít, đào thì hiếm, phải có dùng mát như chỗ này. Ồ, cái này giống như cái mẫn cầu. Cầu. Cái hạt trái ngổ rồi mẫn cầu. Ừ, mẫn cầu giống bên mình đó hả? Ừ, nhưng mà biết phải mẫn cầu dai hay mẫn cầu. Cái mẫn cầu. Ô, cái bông đẹp nha. Ừ, cái cây này nhà mình có đây, giống như giống apple không phải, cũng mẫn cầu. Mẫn cầu bác mình đang tỉa nhánh nha, cho đừng có sơ, nó bự quá. Nghe mẫn cầu. Oh, chuối. Oh, cây chuối, wow. Cây chuối sau nhà là đúng ý nghĩa. Cây chuối sau nhà. Rồi chuối này đẹp nè, giống như đẹp. Giống này nó không có cao lắm. Sao nó cao chứ, nó cao hơn cây nhà mình. Thì nó không phải là cao lắm, nó vừa tầm. Thấy không? Vừa tầm thôi. Cái này cao, cái này chặt cũng khó nè. Cao hơn cây nhà mình nhiều. Mày cao hơn cây nhà mình, cây mình là cây gọi giống thấp. À, thì cái này phía sau nhà. Okay. Của bác. Không biết cay không ta? Mình coi có cái trái nào heo héo mình đem giống về mình trồng. Nhú nhú lên nè. Này giống ớt đen chứ ạ? Ừ, giống ớt đen, giống ớt đen nhà mình. Ớt đen nhà bà Tám á. Không. Cái này ghost pepper khác, còn ớt này giống như ớt mà bữa hôm anh Dũng anh cho đó, nhớ không? Cây ớt á. Nay Pencali trời mưa nè. Cả 2 tuần
trời âm u. Đó thì phía sau nhà của bác. Ủa, ớt cái nè, cái ớt cái nè. Nhưng mà biết phải ớt gì. Khô rồi. Vì ớt thì giống sao ớt bên mình. Không, cái này cây khác. Còn cây khác, cây này cây ớt, còn cái này cây khác. Cái tí tô nhiều, có hành nữa nè. Ờ, có hành. Nhà bác trồng hành. Này giống như gò má hả? Ok. Cây gò má. Đó, mà bự đó hả? Không phải. Không phải à? Giống giống rồi, không phải. Giống không phải. Mò gai hả? Mò gai. Treo mấy cái đĩa này. Cái này cây gì vậy? Cây ổi. Cây ổi. Nhưng mà mình không biết ổi ổi gì. Tại chưa có trái mình không có biết được, mình không biết. À, đây là những cái phân bón organic luôn. Đó. Phân bón gà. Đó, phân gà. Ồ. Nhưng mà mình thích nhất là cây này nha. Cây hồng. Tại vì mình không có cây này. Ờ, mình có nhà nhưng mà nó chưa ra trái. Nghĩ là phải có khí hậu này nó mới được khí hậu mát mát vậy, lạnh lạnh. Không phải không? Còn trên mình chứ mình nóng quá. Thấy không? Nóng quá nên không nó cũng. Cái này sợ. Là mùa Tết nó mới có trái. Hả? Mùa Tết nó mới có trái. Ừ. Tháng này nó không có trái. Này, nó có nè. Nhưng mà nó chưa ra, mà tới Tết nó mới ra bự. Ý anh nói là Tết nó mới chín. Ờ, nó mới chín. Còn bây giờ nó có trái nè. Nhưng mà Tết mới ăn được. Ừ, thì Tết mới ăn được.